Bích Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là bản tin du lịch và sự kiện được đăng tải độc quyền trên kênh YouTube của công ty Lương Gia. Có thể nhiều bạn còn chưa biết một thông tin hết sức quan trọng đối với ngành du lịch. Năm du lịch quốc gia năm 2019 mang chủ đề Nha Trang sắc màu của biển. Khánh Hòa có hơn 380 km đường bờ biển với nhiều vịnh, đầm, đảo, bãi cát vàng tạo nên những danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp. Khó nơi nào có thể sánh kịp. Bên cạnh đó, địa phương này có khí hậu ôn hòa, thời tiết mát mẻ, nắng ấm quanh năm. Ngoài ra, Khánh Hòa có cơ sở hạ tầng giao thông tương đối hiện đại và đồng bộ, bao gồm cả đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không. Các hoạt động của năm du lịch quốc gia năm 2019 sẽ diễn ra liên tục trong cả năm tại Khánh Hòa nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đăng cai hơn 10 sự kiện chính và 50 hoạt động liên quan. Được mệnh danh là xứ trầm, biển yến, các hoạt động của năm du lịch nhằm quảng bá tiềm năng, thế mạnh về phong cảnh biển đảo, các sản phẩm du lịch độc đáo, những thương hiệu riêng mà Khánh Hòa đã từ lâu xây dựng được trong nhiều năm qua như nghỉ dưỡng sinh thái, lặn biển, thể thao biển, tắm bùn, các hoạt động văn hóa mang tầm quốc gia, quốc tế. Đặc biệt, trong năm nay, Khánh Hòa sẽ tổ chức Festival Biển Nha Trang Khánh Hòa lần thứ 9, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019, chung kết cuộc thi Hoa hậu du lịch ASEAN. Bữa tiệc pháo hoa rực rỡ kéo dài 15 phút bên vịnh biển Nha Trang để mừng năm mới năm 2019 cũng là lời chào của tỉnh Khánh Hòa trong sự kiện khai mạc năm du lịch quốc gia năm 2019 mà địa phương này đăng cai tổ chức. Vẫn còn ngọt ngào trong lòng du khách và người dân, nhưng tất cả vẫn đang mong đợi một điều tuyệt vời hơn thế. Với những điều Bích Ngọc vừa chia sẻ, các bạn có mong chờ một chuyến du lịch Nha Trang ngay không ạ? Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.